Chào các bạn. Trong phần kỹ thuật lập trình công nghệ .NET thì chúng ta sẽ tiếp tục bài tập của phần xây dựng giao diện ứng dụng. Thì ở bài tập tiếp theo này, chúng ta sẽ có một cái màn hình yêu cầu thể hiện về thông tin cái hồ sơ cá nhân. Thì như các bạn thấy trên màn hình thì chúng ta có những cái thông tin liên quan đến một cái cá nhân nào đó, như là họ tên, giới tính, ngày sinh, về tình trạng gia đình, địa chỉ, cái liên lạc vân vân. Sau đó chúng ta xuất thông tin này ra màn hình. Thì sau đây sẽ là phần phân tích yêu cầu của đề bài. Thì ở bài này rất là đơn giản, thì thông tin nhập chúng ta sẽ nhập vào thông tin của cá nhân. Sau đó xử lý thì chúng ta sẽ chủ yếu là những cái xử lý theo những cái định dạng. Chúng ta dùng những cái type box, những cái mask type box cho phép chúng ta định dạng theo một cái khuôn mẫu nào đó trong cái việc nhập. Rồi thông tin xuất thì chúng ta sẽ xuất cái thông tin ra màn hình. Thì sau đây sẽ là phần hướng dẫn giải. Trong phần thiết kế màn hình thì chúng ta dùng mask type box để định dạng dữ liệu nhập, như là ngày sinh, điện thoại bàn, điện thoại di động. Thì đầu tiên ngày sinh, cái phần thuộc tính mask của mask type box các bạn nhập vào cái chuỗi định dạng. Thì đây chúng ta sẽ nhập vào theo cái dạng này, giá trị được nhập vào theo dạng này. Còn với điện thoại bàn thì chúng ta sẽ cho cái mask là như thế này. Ba cái từ đầu sẽ là mã vùng và những cái ký tự sau là cái số điện thoại. Còn điện thoại di động thì chúng ta định dạng theo là 4 chữ số và phía sau là 33 để tiện lợi khi chúng ta nhập, chúng ta dễ nhớ hay là dễ đọc. Trong phần xử lý chức năng, trong phần xuất thông tin thì chúng ta sẽ khai báo chuỗi có kiểu string và chúng ta lần lượt lấy thông tin từ trên màn hình. Thì ở bài này đơn giản là cho phép chúng ta thao tác với mask type box cho chúng ta có thể định dạng theo một cái mẫu để yêu cầu người sử dụng nhập liệu, và chúng ta đơn giản chỉ xuất những thông tin được nhập đó ra màn hình. Thì sau đây sẽ là cái phần bài giải. Thì chủ yếu chúng ta làm quen với những cái mask type box cho phép giống như một cái mặt nạ để nhập liệu. Thì ở đây các bạn tìm cái thuộc tính mask thì chúng ta nhập vào cái thông tin định dạng, cái mẫu. Rồi điện thoại bàn thì chúng ta cũng vậy, các bạn nhập vào tính mask. Còn trong phần xử lý cho xuất thông tin thì đơn giản chúng ta chỉ xuất ra màn hình như thế này thôi. Thì ở bài tập nhỏ này chúng ta sẽ làm quen với cái phần là mask type box để sau này những cái bài chúng ta có thể ráp vô khi mà tạo ra những cái định dạng mà chúng ta muốn người sử dụng sẽ nhập theo cái mẫu đó, và họ phải không phải suy nghĩ xem thử là mình nhập đúng hay sai, mà mình sẽ có cái mẫu sẵn để cho người sử dụng thực hiện. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập nhỏ này.